Thực hiện phong trào cựu chiến binh sản xuất kinh doanh giỏi gắn với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, thời gian qua các cấp hội cựu chiến binh thành phố Đà Nẵng đã có nhiều cách làm hay, góp phần không nhỏ trong việc thay đổi diện mạo nông thôn theo hướng tích cực, nhất là trong lĩnh vực kinh tế môi trường. Ghi nhận của phóng viên thời sự Đà Nẵng TV. Xác định chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông thôn là một trong những nhiệm vụ và phong trào điểm. Ngay từ đầu năm, hội cựu chiến binh huyện Hòa Vang đã phối hợp với các địa phương, ngân hàng chính sách xã hội triển khai gói hỗ trợ cho nhiều cán bộ, hội viên cựu chiến binh có nhu cầu vay vốn phát triển kinh tế. Để các mô hình kinh tế phù hợp với tiêu chí xây dựng nông thôn mới, các cấp hội cùng với ngành nông nghiệp địa phương thường xuyên xuống cơ sở khảo sát, rà soát cũng như có hướng dẫn, định hướng cho hội viên, góp phần phát huy tối đa giá trị kinh tế của mô hình. Phát huy cái bản chất truyền thống bộ đội cụ Hồ thì các chí về là đã tự tổ chức tham gia va vốn, chủ yếu là đây là va vốn ngân hàng chính sách xã hội để theo cái đó là mỗi hộ là mỗi cá nhân là khoảng 100 triệu, đồng chí đã vay về phát triển kinh tế. Bây giờ là theo cái xu hướng là cái nông nghiệp phát triển nông nghiệp theo hướng cái công nghệ cao, nhưng mà đối với điều kiện là cái điều kiện có đồng chí mà có điều kiện đất đai thế này thì đồng chí chăn nuôi theo cái truyền thống và áp dụng cái khoa học công nghệ vào trong chăn nuôi. Ngoài phát triển kinh tế thì lực lượng cựu chiến binh cũng là một trong những đoàn thể tiên phong trong xây dựng nông thôn mới, văn minh, môi trường sạch đẹp. Ngoài các phong trào dương ngày chủ nhật xanh sạch đẹp, mô hình câu lạc bộ môi trường cựu chiến binh, thì các cấp hội cựu chiến binh thành phố còn tham gia xây dựng nhiều tuyến đường nội đồng, liên thôn, trồng các vệt cây xanh với mục tiêu mỗi xã, mỗi đoạn đường văn minh kiểu mẫu. Thế thì trong những năm vừa qua, cựu chiến binh thành phố, cái thứ nhất là tuyên truyền vận động cho hội viên cựu chiến binh trên địa bàn nhận thức được cái trách nhiệm của mình trong xây dựng nông thôn mới. Đồng thời cũng tập trung một số cái nguồn lực để hỗ trợ cho Hòa Vang trong cái xây dựng nông thôn mới. Cái thứ hai là củng cố xây dựng các cái mô hình đã có và đang có để phát huy được cái vai trò đó. Với ý chí và phẩm chất của người lính bộ đội cụ Hồ, trong thời gian tới, các cấp hội cựu chiến binh thành phố Đà Nẵng tiếp tục gương mẫu trong việc đẩy mạnh phong trào thi đua, dùng sức xây dựng nông thôn mới, tích cực tham gia các cuộc vận động, các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế và văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng tại địa phương, góp phần xây dựng và phát triển quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.